chào các bạn, mình tên là Ngọc Loan. Năm nay mình 21 tuổi và mình đang làm mẫu ảnh tự do. Cách đây khoảng hơn một năm, khi mà mình bắt đầu bước chân vào làm chủ mẫu thì mình cảm thấy là đối với một người mẫu ảnh thì rất là quan tâm đến hình ảnh của mình, cho nên mình bắt đầu chú ý đến cách ăn mặc hơn. Thường thì mình sẽ theo phong cách hơi vinh vẻo một chút, thì vì mình rất thích phong cách nữ tính, dịu dàng. Khi làm thì với tính chất công việc của mình thì phải thay đồ khá là nhiều, thì mình sẽ chọn những set đồ đơn giản, chẳng hạn như là đồ bộ, đồ có chất co giãn để mình có thể thoải mái hơn. Còn khi mà đi chơi hoặc là đi dự sự kiện thì mình sẽ diện những bộ đồ điệu đà hơn để phù hợp với cả hoàn cảnh mình tham gia. Mình thì thường chọn những set đồ có tông màu nóng, họa tiết thì đơn giản, không quá là diêm dúa. Vì mình không sử dụng quá nhiều phụ kiện cho nên là trang phục của mình thì sẽ có những chi tiết gây chú ý. Tại vì mình cũng không theo một phong cách cụ thể nào cả, cho nên đồ của mình thì khá là phong phú. Thông thường mình sẽ phối đồ cùng với chân váy. Lúc đầu thì khó khăn của mình là chưa có một chút hiểu biết hay là muốn xây dựng một phong cách nào đó cho mình cả. Chưa biết là bản thân thích phong cách gì thì sau khi đi chụp, đi thử khá nhiều đồ ở các shop quần áo thì mình cảm thấy mình hợp với phong cách nữ tính. Thường thì chọn một set đồ mình sẽ không quan tâm đến thương hiệu của chúng. Mình cảm thấy phù hợp và bản thân thích thì mình sẽ chọn. Từ khi làm mẫu thì mình mới bắt đầu chú ý đến cách ăn mặc của mình hơn. Tại vì mình được tiếp xúc được với rất nhiều stylist, các anh chị có gu thẩm mỹ, những shop thời trang có nhiều phong cách thiết kế quần áo khác nhau. Từ đó thì mình cảm thấy sẽ thích một phong cách nào đó và sẽ theo đuổi phong cách đó. Khi các bạn thích một phong cách nào đó thì hãy theo đuổi và đừng ngại ngần gì cả. Tại vì thời trang là dành cho tất cả mọi người. Với bất kỳ ai thì sẽ là một phong cách riêng biệt. Các bạn hãy tìm ra phong cách của mình nhé.